Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 7, bộ sách Global Success trên trang web OLM. Unit 7. Traffic. A closer look one. Trong bài 7, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề giao thông. Phần đầu tiên, từ vựng, vocabulary, cô có các động từ và các phương tiện tương ứng. Các em hẹn nối các từ ở hai cột để tạo thành cách diễn đạt đúng. Chính xác, chúng ta có Ride a bike Đạp xe đạp Các em lưu ý, động từ ride thường được dùng với phương tiện hai bánh hoặc ngựa với nghĩa là đi, cưỡi trong trường hợp được dùng để chỉ việc chủ động dùng nó hoặc đơn giản hơn là chỉ ngồi trên một phương tiện như một hành khách drive a car lái ô tô động từ drive thường được dùng cho các phương tiện từ bốn bánh trở lên nhưng chỉ dùng với vai trò người lái xe còn với người không lái xe chúng ta sẽ dùng từ ride sail a boat treo thuyền go on foot từ này bằng nghĩa với walk đi bộ và cuối cùng travel by air đi bằng máy bay. Đằng sau travel by, các em có thể dùng các phương tiện khác để thay thế để chỉ chúng ta di chuyển bằng cách nào. Bên cạnh các cụm động từ vừa rồi, chúng ta còn có các từ khác. passenger hành khách, chỉ người dùng phương tiện giao thông nhưng không lái nó pedestrian người đi bộ road users người sử dụng đường bộ chỉ tất cả những ai dùng đường bộ như pedestrian passenger cyclist người đạp xe đạp drivers người lái xe footpath đường dành cho người đi bộ ví dụ như vỉa hè khi đi trên đường, chúng ta thấy cảnh sát giao thông giơ tay ra để ra hiệu, hành động này sẽ là signal. Và cuối cùng, tất cả người tham gia giao thông đều phải tuân thủ luật lệ giao thông. Traffic laws. Ví dụ như dừng đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Passenger. Pedestrian. Road users. Footpath. Signal. Traffic laws. Chúng ta cùng làm bài sau để nắm chắc hơn các từ vừa rồi. Trong câu 1, sau so for chúng ta cần từ chỉ người và dựa vào ngữ cảnh pavements, vỉa hè, từ chúng ta cần điền sẽ là pedestrian. The pavements of the district must be for pedestrians. Vỉa hè của quận phải dùng cho người đi bộ. Trong câu thứ hai, chúng ta sẽ có cụm Obey the traffic laws. Tuân theo luật lệ giao thông. All road users have to obey traffic laws. Tất cả người tham gia giao thông đều phải tuân theo luật lệ giao thông. Trong câu thứ ba, dựa vào nghĩa chúng ta thấy từ cần điền sẽ là signal. The police officer gave us the signal to stop. Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng lại. Trong câu thứ tư, đáp án sẽ là footpaths. You mustn't drive your bikes on the footpaths. Bạn không được lái xe đạp trên vỉa hè. Bạn không được lái xe đạp trên đường dành cho người đi bộ. Và ở câu cuối cùng, từ gần điền sẽ là passengers. The bus was crowded with the passengers. Xe buýt với đầy hành khách. Tiếp đến, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vài biển chỉ đường, road signs quen thuộc. Cô có các biển báo sau. Các biển báo này chỉ điều gì? Hình ảnh đầu tiên đó chính là đèn giao thông, traffic lights. Biển báo có hai người dắt tay nhau qua đường, đó là chỉ có trường học ở phía trước, school ahead biển báo với hình chữ thập và chiếc giường báo hiệu phía trước có bệnh viện. Hospital ahead. Biển báo với hình xe đạp trong khung màu xanh dương tức là đường dành cho người đi xe đạp. Cycle lane. Hai biển báo cuối cùng đều có dấu gạch chéo đỏ ở trong khung màu đỏ, đây chính là biểu báo cấm. Trong hình đầu tiên chính là cấm xe đạp. No cycling. Biển cấm thứ hai chính là cấm rẽ phải. No right turn. Traffic lights. School ahead. Hospital ahead. Cycle lane. No cycling. No right turn. Chúng ta cùng chuyển sang phần phát âm. Trong bài học này, chúng ta học hai nguyên âm đôi, đó là I và A. Để phát âm được âm I, các em sẽ ghép hai âm A và I, đọc nhanh thành I. Các em đọc lại theo cô. I, I. Tương tự như vậy, để phát âm được âm A, các em ghép hai âm e và âm i thành âm a. 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 Bây giờ cô có các từ sau. Các em hãy nghe và điền các từ vào hai cột với cách phát âm tương ứng. Cycle. Plane. Sign. Motorbike. Train. Station Fly Wait chính xác chúng ta thấy nguyên âm đôi I thường được biểu diễn dưới chữ cái Y I. nguyên âm đôi A thường được biểu diễn dưới chữ cái A A I E I. Để luyện tập thêm về hai âm này, chúng ta cùng làm bài sau. Chọn từ có cách phát âm khác. Trong câu 1, chúng ta có các từ nature, paper, behave, accident. A, B, C đều có A được phát âm là A. D, A được phát âm là E. Trong câu thứ hai, police light, decide, arrive. B, C, D có I được phát âm là I. A, I được phát âm là E. Đáp án sẽ là A. Tổng kết lại bài học. Về từ vựng, các em đã học các từ trong chủ đề giao thông, các biển báo quen thuộc. Về phát âm, đó là hai nguyên âm đôi, A và I bài học của chúng ta đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến olm